Thưa quý vị, thưa các bạn, Hồ Thác Bà có diện tích mặt nước lên tới hơn 19.000 ha, có tiềm năng lớn về khai thác và nuôi trồng thủy sản. Trước đây, hồ có rất nhiều cá với những loại quý như chấm, chép, chiên, lăng, nheo, thiểu gù. Sản lượng khai thác tự nhiên khoảng 10.000 đến 12.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, theo thời gian, nguồn lợi này cạn kiệt dần. Những năm gần đây, Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khôi phục nguồn lợi và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ở Hồ Thác Bà. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, hiện trên Hồ Thác Bà có gần 2.060 lồng nuôi cá và trên 230 ha diện tích mặt nước quây lưới nuôi cá với tổng sản lượng thủy sản ước đạt 8.000 tấn một năm. Đáng chú ý, sản lượng cá da trơn chất lượng cao nuôi bằng lồng tăng nhanh từ trong năm 2021 như cá lăng chấm ước đạt 1.500 tấn, trên 200 tấn cá ngạnh, hơn 300 tấn cá nheo. Khu vực xung quanh Hồ Thác Bà đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác cùng trên 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới. Trong vài năm trở lại đây, hầu hết cơ sở nuôi cá lồng đều mở rộng quy mô nuôi các loại cá đặc sản, nhất là những loại cá da trơn có nguồn giống bản địa. Ở Yên Bái thì nó có được cái lợi thế là có cái Hồ Thác Bà thủy sản, tức là tôm cá nuôi trên Hồ Thác Bà thì nhiều năm trở lại đây, tỉnh cũng rất quan tâm và để phát triển nuôi cá trên Hồ Thác Bà. Sản phẩm cá từ Hồ Thác Bà hiện nay là chủ yếu là chúng tôi đang làm cái sản phẩm cuối cùng, đó là cá sấy và có thể là sử dụng được ngay, người tiêu dùng có thể sử dụng được ngay. Phát huy cái nguồn nước sẵn có thì chúng tôi cũng mạnh dạn tuyên truyền các hộ dân cũng như các đơn vị công ty thì mạnh dạn đầu tư vào trong phát triển kinh tế thì cũng đã đẩy mạnh trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế đối với thương hiệu Hồ Thác Bà với là cá Hồ Thác Bà. Thế thì cũng là tạo điều kiện cho bà con nhân dân có cái nguồn thu nhập ổn định để trong quá trình phát triển. Xuất phát từ lợi thế môi trường nuôi thả gần như tự nhiên và tận dụng nguồn thức ăn sạch, giá rẻ tại địa phương, nghề nuôi cá đặc sản Hồ Thác Bà đang phát triển nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới và nâng tầm thương hiệu sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Thời điểm hiện tại, công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T đã nuôi cá tại 110 lồng với thể tích trung bình 500 mét khối trên một lồng. Đến hết năm 2022, dự kiến doanh nghiệp này sẽ mở rộng liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ dân để mở rộng quy mô nuôi cá trên 700 lồng, sản lượng đạt khoảng 8.000 tấn một năm, đồng thời xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn cho cá với công suất 14.000 tấn cá tươi một năm. Thì hiện tại công ty nuôi chủ yếu là có 4 loại cá, cá rô phi, cá rêu hồng, cá chấm đen và cá nheo Mỹ, như là cá lăng ạ. Vâng, thì trong năm vừa rồi thì công ty cũng đã tiến hành nuôi và xuất bán cá cho các khu vực, từ khu vực Tuyên Quang, Yên Bái, khu vực Phú Thọ cũng như là khu vực chủ yếu là ở Hà Nội, thì vào các hệ thống siêu thị Vinmart ở khu vực Hà Nội. Đến nay, đã có 6 sản phẩm cá Hồ Thác Bà được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh. Mới đây, 4 sản phẩm sạch chế biến từ cá lăng Hồ Thác Bà là chả, giò, xúc xích, ruốc cá lăng của doanh nghiệp chế biến thủy sản sạch Hải Hà đã đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp huyện và đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị phân hạng đạt tiêu chuẩn ô cốp cấp tỉnh. Đơn vị chúng tôi đã thực hiện chăn nuôi khép kín, tạo một chuỗi liên kết, đó là từ chăn nuôi cho đến sản xuất. Thì hiện tại là các cái sử dụng các cái con cá, cá lăng, cá tầm thì chúng tôi đã đưa ra các cái sản phẩm như là sản phẩm giò cá lăng, xúc xích cá lăng, chả cá lăng và ruốc cá lăng. Và các cái sản phẩm này của chúng tôi đã đạt được ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Được sự giúp đỡ của Sở Công Thương thì chúng tôi đã đi vào các cái hệ thống siêu thị và cũng như là các cái cửa hàng ô cốp, cửa hàng thực phẩm sạch ở trên toàn quốc. Đặc biệt, để nâng tầm sản phẩm, cùng với việc xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp, tỉnh Yên Bái đang mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản phục vụ cho xuất khẩu theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm cá Hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái, gắn nuôi trồng với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân nuôi trồng thủy sản tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất Việt Gáp và bảo vệ môi trường sinh thái.